Bệnh viện ca Tân Triều ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2. Sáng ngày 7 tháng 5, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho hay, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại bệnh viện ca, cơ sở 3 tại Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã phát hiện 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Tối ngày 6 tháng 5, bệnh viện ca xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế của khoa ngoại gan mật tại cơ sở 3 Tân Triều. Kết quả trong tổng số 123 mẫu, có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà. Hiện khoa ngoại gan mật đã phong tỏa và bệnh viện ca cơ sở 3 đã tạm thời đóng cửa ngừng tiếp nhận bệnh nhân. Các ca dương tính này chưa được Bộ Y tế công bố. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có mặt tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều để chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Riêng tại cơ sở này, bệnh viện đang có khoảng 1.400 bệnh nhân nội trú. Trước đó, ngày 7 tháng 5, ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K đã ra quyết định về việc tạm thời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K. Theo quyết định này, Bệnh viện K tạm thời phong tỏa các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tại 3 cơ sở Bệnh viện K để phục vụ cho công tác chống dịch COVID-19. Thời gian phong tỏa kể từ 5:30 ngày 7 tháng 5. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng sinh hoạt cho những người cách ly.